cơ sở nào để Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV trở thành nhà đầu tư khai thác cảng đầu tư dự án hàng không quốc tế Long Thành, và ACV sẽ lấy số vốn đó ở đâu? Đây cũng là vấn đề mà nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và chia sẻ với nhóm phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC bên hành lang Quốc hội. Liên quan đến dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1, một trong những nội dung được đại biểu Trần Hoàng Ngân quan tâm đó là Quốc hội sẽ quyết việc giao Chính phủ triển khai nội dung về nguồn vốn và hình thức đầu tư như thế nào để không làm tác động đến nợ công, không sử dụng bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quốc phòng an ninh và lợi ích nhà nước. Nó sẽ đầu tư vào cái kết cấu hạ tầng cơ sở và làm nền tảng cho cái sự phát triển. Cho nên là ngay ngày hôm nay là Quốc hội đã bắt đầu thảo luận về cái luật hợp tác công tư để mà chúng ta thu hút cái khu vực ngoài nhà nước vào trong cái đầu tư công. Do đó mà trong cái việc mà chúng ta thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào đây thì chúng ta khuyến khích các doanh nghiệp là sử dụng cái nguồn lực của mình và đồng thời là nguồn lực của xã hội trong việc là huy động vốn trên xã hội để mà đầu tư vào cái kết cấu hạ tầng thay vì là dùng cái nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thì có như vậy thì chúng ta vừa giải quyết được bài toán là đảm bảo được cái kết cấu hạ tầng cơ sở và đặc biệt là hạ tầng giao thông ngày càng tăng lên nhưng mà nợ công thì không tăng. Đó là cái nguyên tắc mà Quốc hội hiện nay đang theo cái phương án đó. Việc Quốc hội quyết việc giao Chính phủ chỉ định thầu cho một doanh nghiệp cụ thể thực hiện một dự án đầu tư công là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam trước nay là chưa từng có. Theo nhận định của các đại biểu, nhà đầu tư sẽ không để tác động đến nợ công và loại bỏ khả năng trở thành gánh nặng tài chính đối với đất nước. Bây giờ lựa chọn nhà thầu là một vấn đề hết sức quan trọng. Và đây là vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước đòi hỏi rất là cao. Đặc biệt là đối với dự án Long Thành là một dự án nó không chỉ là vấn đề kinh tế xã hội mà còn liên quan đến quốc phòng an ninh. Hiện nay thì trong dự thảo nghị quyết đã ghi rất rõ là chúng ta không ảnh hưởng đến nợ công, không được sử dụng cái bảo lãnh của Chính phủ. Đây hoàn toàn phải là vốn của nhà đầu tư. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong cái dự thảo nghị quyết đấy, ra đời đúng vào cái dịp này và để trong khi chúng ta thực hiện tất cả những vấn đề đó, nó sẽ đảm bảo cho cái thể chế nó có tính chất đồng bộ. Đấy, các bạn cứ yên tâm và cử tri yên tâm cả nước là chúng tôi sẽ cùng với lại các đại biểu Quốc hội khác xem xét kỹ cái điều khoản này. Và tôi cũng vừa đọc qua cái điều khoản này khi mà đi xem xét các cái đạo luật khác. Cũng theo đại biểu Nhưỡng, việc Chính phủ chỉ định thầu cho một doanh nghiệp cũng khẳng định thêm trách nhiệm của Thủ tướng trước quốc dân đồng bào, trước Quốc hội về việc lựa chọn nhà đầu tư sao cho hiệu quả nhất. Với những lo ngại về vấn đề chỉ định thầu cũng như phương án tài chính thực hiện dự án, cần thiết phải có những quyết định thận trọng hơn từ Quốc hội nhằm đảm bảo đúng luật cũng như đảm bảo không để chậm tiến độ, đội vốn, tăng nợ công cũng như các rủi ro khác về tài chính, những hệ lụy về kinh tế xã hội.